mệnh danh là cậu bé vàng của làng tin học từ khi còn là học sinh phổ thông. Lê Yên Thanh hiện là tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Phenicamas, công ty chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ giao thông, đã khẳng định được tên tuổi của mình trong cộng đồng khởi nghiệp trẻ của thành phố Hồ Chí Minh. Lê Yên Thanh nổi lên với dự án Busmap xe buýt thành phố khi mới là sinh viên năm 3 trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Busmap khi đó hình thành từ chính nhu cầu đi lại của bản thân anh và bạn bè. Cái duyên đến với Busmap thì nó xuất phát từ lúc mình còn đang là sinh viên. Thì khi đó mình cũng đi xe buýt rất là nhiều và thời điểm đó thì thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh thành chưa có một hệ thống gọi là về bản đồ về xe buýt cho người đi xe buýt. Thì lúc đó những cái người dân mà đi xe buýt như mình ấy thì cũng tốn rất là nhiều thời gian để mà tra cứu những thông tin về bản đồ xe buýt trên giấy. Mình thấy được cái sự bất tiện đó và lúc đó còn đang là một người sinh viên công nghệ thông tin thì mình đã quyết định là sẽ viết một cái ứng dụng để mà giúp cho mình biết được cái lộ trình xe buýt nó như thế nào và mình có thể sử dụng phương tiện nó dễ dàng hơn. Sau một khoảng thời gian mình làm cái ứng dụng đó xong thì mình bắt đầu chia sẻ cho bạn bè để sử dụng và giới thiệu cho những cái người thân khác thì nhận được cái sự hưởng ứng rất là tốt và mình mới quyết định là sẽ phát triển nó thành một cái ứng dụng phần mềm di động thực sự để mà có thể là giúp được cho những người khác cũng có thể sử dụng được cái phần mềm đấy. Nhờ những nỗ lực của mình, năm 2013, Yên Thanh xuất sắc giành giải nhất cuộc thi sáng tạo ứng dụng di động. Một năm sau, anh trở thành gương công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2015, anh lọt vào top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Cũng trong năm đó, Yên Thanh còn nhận được giải nhì Nhân tài đất Việt với đề tài Busmap xe buýt thành phố. Với thành tích khủng cùng kiến thức chuyên sâu về tin học, năm 2016, dù chưa tốt nghiệp đại học, nhưng Yên Thanh đã có được vé thực tập tại Google với mức lương khoảng 6.000 đô la Mỹ, tương đương 130 triệu đồng một tháng. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chạm được vào ước mơ của mọi kỹ sư máy tính, nhưng cháy bỏng trong Yên Thanh vẫn là kiến tạo cho mình một dự án mà anh có thể đi đường dài. Từ chối ở lại Google công tác và sau nhiều thử nghiệm tại các dự án khác, Busmap vẫn là sự lựa chọn của Yên Thanh. Anh từng chia sẻ, một trong những yếu tố khiến anh trở lại làm việc tại Việt Nam, đó là vì mục tiêu truyền cảm hứng cho cộng đồng khởi nghiệp trong nước và các bạn trẻ. Vào năm 2016, khi khái niệm về startup còn rất mới mẻ đối với các bạn sinh viên Việt Nam, thì Yên Thanh đã mạnh dạn chọn con đường này. Anh cho rằng đây chính là một trong những bước đi đúng đắn nhất trong cuộc đời của mình cho đến hiện tại. Vì nhờ đó anh có thể tiếp tục nghiên cứu, phát triển những sản phẩm với mong muốn mang đến những giải pháp giúp cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn. Dù vậy, để Busmap có được ngày hôm nay, theo Yên Thanh thì đó là sự nỗ lực rất lớn của anh và các cộng sự. Thời gian đầu thì Busmap khi mà là một cái sản phẩm của sinh viên thì mình duy trì nó chủ yếu là bằng cách nhận được những cái sự hỗ trợ từ nhà trường cũng như là các thầy cô, khi mà các thầy cô cũng hỗ trợ một phần mình để duy trì những cái máy chủ để mà vận hành cái ứng dụng này, cũng như là có những người bạn ở trong lớp để cùng nhau phát triển cái tính năng cho sản phẩm này. Việc đưa Busmap tham gia các cuộc thi cũng giúp cho Busmap có những cái nguồn doanh thu nhất định cũng đủ để vận hành cái ứng dụng này trong thời gian còn là sinh viên. Đến khi mà mình ra trường thì mình cũng có cơ hội được làm việc tại những công ty lớn, những tập đoàn lớn và từ đó nó cũng có một cái phần doanh thu cho bản thân mình và từ đó mình đã dành tự trích một cái phần chi phí đó để mà vận hành ứng dụng này trong khoảng thời gian là 3 năm. Thì trong khoảng thời gian đó thì ứng dụng Busmap không ngừng gia tăng lượng người dùng từ 100.000 người cho đến 200-300.000 người tải. Có lúc nó sẽ trở thành một cái gánh nặng khi mà mình bắt đầu phát triển những cái ý tưởng, những sản phẩm riêng của mình. Và đó cũng là cái lý do mà đến năm 2019 khi mà mình bắt đầu quyết định là chọn một cái dự án riêng để mà mở một công ty khởi nghiệp thì mình đã chọn Busmap. Bởi vì nếu mà lúc đó mình biết là nếu mình không chọn Busmap mà mình bắt tay một cái sản phẩm khác thì chắc chắn là có thể lúc đó mình phải từ bỏ cái ứng dụng này bởi vì là mình không còn đủ cái nguồn lực để vận hành nó nữa. Nhưng mà khi mà lúc đó mình thấy được rằng là cái ứng dụng này có những cái tác động lớn đến xã hội và nó giúp được rất nhiều người, cho nên mình đã quyết tâm là sẽ biến Busmap thành cái sản phẩm cho công ty khởi nghiệp đầu tiên của mình. Tính đến nay, Busmap vẫn là một trong những ứng dụng về giao thông công cộng hàng đầu tại Việt Nam với 3,5 triệu lượt tải, 600.000 người dùng trung bình mỗi tháng, 3.500 người dùng mới mỗi ngày và đã đồng hành cùng hành khách trên hàng triệu chuyến xe.
Ứng dụng đang hoạt động hiệu quả tại 7 thành phố lớn, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Phước, Bangkok, Chiang Mai, Thái Lan. Cũng với ý tưởng khởi nghiệp cùng Busmap, Yên Thanh đã gọi vốn thành công 1,5 triệu đô la Mỹ từ tập đoàn Fenica và đổi tên công ty thành Fenica Mass. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, công ty của Thanh đã phối hợp cùng chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai xe buýt bán thực phẩm lưu động nhằm giúp người dân mua lương thực thuận tiện và tiếp tục mở rộng công tác hỗ trợ triển khai bản đồ dịch tễ COVID Map cho các tỉnh thành trong vùng dịch, từ đó góp phần sớm ổn định tình hình an sinh xã hội trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, Fenica Mass của Anh đang hỗ trợ đắc lực quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông thông minh, đô thị thông minh của thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể với Busmart, công ty định hướng sẽ phát triển thành một siêu ứng dụng giao thông công cộng đa tiện ích thông qua việc tạo thêm nhiều tính năng tiện lợi như vé xe khách, giúp người dùng dễ dàng mua vé xe liên tỉnh nhanh chóng dễ dàng. Trong thời gian tới, dịch vụ di chuyển cao cấp dành cho doanh nghiệp và giới văn phòng mang tên Ambus cũng sẽ chính thức ra mắt thị trường, được tích hợp ngay trên Busmart. Chia sẻ về Ambus, Yên Thanh cùng đội ngũ kỳ vọng đây sẽ là một giải pháp di chuyển mới mang nhiều ưu điểm phù hợp với những cá nhân hoặc doanh nghiệp có nơi làm việc ở xa trung tâm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Busmart cũng cùng phối hợp với Trung tâm Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhau là nâng cao cái chất lượng dịch vụ cũng như là tối ưu hóa cái vận hành cho xe buýt. Busmart hỗ trợ cung cấp rất nhiều những cái thông tin chính thống liên quan đến xe buýt và thời gian xe buýt đến trạm để mà giúp cho người dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh đi xe buýt dễ dàng hơn. Hiện tại Busmart cũng đang phối hợp với trung tâm để thí điểm một cái giải pháp về nhận dạng học sinh đi xe buýt để mà từ đó có thể đảm bảo được cái việc an toàn cho các em học sinh. Busmart đã sẵn sàng để mà tích hợp những cái hệ thống mới mà Thành phố Hồ Chí Minh sắp có trong tương lai, ví dụ là metro, xe buýt xong. Thì khi mà Metro Thành phố Hồ Chí Minh được ra mắt thì sẽ ngay lập tức được kết nối vào Busmart để mà có thể hướng dẫn người dân đi xe buýt kết hợp với Metro, và từ đó sẽ góp phần là thúc đẩy cái việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng bên cạnh là thay thế cho những cái phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông. Trái ngọt đến với Yên Thanh khi mới đây, anh vinh dự là một trong năm đại diện của Việt Nam được vinh danh gương mặt xuất sắc nhất dưới 30 tuổi châu Á năm 2022 do tạp chí Forbes bình chọn. Xa hơn nữa là Busmart không chỉ dừng lại ở Việt Nam, mà hiện tại thì công ty cũng đang phối hợp với những đối tác ở các nước trong khu vực Đông Nam Á như là ở Indonesia, ở Myanmar. Từ đó thì sẽ thu hút thêm những cái người dùng trước mắt ở khu vực Đông Nam Á để mà có thể là gia tăng được cái giá trị cũng như là những cái công nghệ mà Busmart đã triển khai thành công tại Việt Nam ra các nước trong khu vực. Mình tin rằng là môi trường khởi nghiệp tại Việt Nam là một cái môi trường rất là tốt để giúp cho các bạn trẻ có thể theo đuổi cái đam mê của mình. Từ những cái bạn học sinh đã có những cái tinh thần khởi nghiệp cũng như là có những cái suy nghĩ sáng tạo hơn so với mình cũng như là những thế hệ đi trước. Và mình tin rằng là khi mà những thế hệ tiếp theo được ươm mầm đủ tốt và truyền được cái động lực cảm hứng thì các bạn sẽ có thể là những người chủ tương lai, những cái doanh nghiệp kỳ lân của cho Việt Nam. Nhìn lại sau 10 năm với rất nhiều giải thưởng, danh hiệu, những thành công nhất định, nhưng chưa thấy anh ngừng nghỉ phấn đấu. Anh tâm sự, tất cả những danh hiệu và giải thưởng đó không chỉ là đòn bẩy, là động lực, mà còn là trách nhiệm của bản thân mình với các bạn đồng trang lứa, có cùng ước mơ và với thế hệ trẻ tương lai.